chào tất cả các bạn nhé. Quay trở lại với kênh chống một lần hiện đại. Hôm nay khi sản xuất chống một lần hiện đại sẽ quay một đoạn clip làm chống chùa chống sấm. Đây là mặt chống sấm đường kính 45 cm. Và nghệ nhân bên hiện đại đang thực hiện. Chống được bưng bằng mặt da trâu nhé, rất tròn luôn. Sau khi vanh tròn thì bắt đầu đi chiết những điểm méo và đánh. Phía bên trong kia thì họ đang sơn để chuẩn bị xuất lô trống. Đến với trống hiện đại thì các bạn có rất nhiều sự lựa chọn, giá rẻ, giá đắt, bên là hàng rẻ nhưng lại rất chất lượng. Chưa đạt được tiếng nên phải vặn tiếp, rất căng. Chống hai mặt bên đương đại thì có rất nhiều loại mẫu mã sản phẩm, đóng đinh đồng hay không đinh đồng, sản xuất từ chống chùa, chống cúng, chống đình, hàng chất lượng cao cấp, da trâu đen bóng luôn. Chưa được, tiếp tục lên giọng. Vì sao phải giọng này, các bạn phải nên nhớ là khi cái da trâu lúc mình làm nó rất là trùng, thế mình phải giọng cho nó dão ra, cái bàn chân mình các bạn giọng nó lún, nó sẽ dão. Đã ở đâu thì mình lại níu cho căng. Đấy. Những nhịp chống rộng cũng rất đẹp luôn, rất hay. Rất hào. Lại tiếp tục quanh tròn. Còn tít luôn, bắt đầu là đây là chống múa lân. Thợ đang vẽ rất tỉ mỉ. Lại tiếp tục quặn vào đánh. Thời tiết rất khắc nghiệt các bạn nhé. Anh như là sản phẩm đạt được âm rồi. Chống tay cúng thì phải bào những mặt da đều, chọn những mặt da gần như là chất lượng ở chỗ nào của con trâu thì nó sẽ ra được cái tiếng thanh. Không phải là mặt da nào cũng ra được cái tiếng hay cho chống thầy cúng. Chống chùa thì lại phải cần tùng tùng, ta chọn mặt da như nào. Đấy.
làm trồng một lần hương đạo. Ok, thời tiết rất khắc nhiệt, ngoài trời nhiệt độ lên đến 42 độ, rất nắng luôn. Gắt luôn. Để đảm bảo chất lượng âm chống, bên hương đại đóng toàn bằng đinh sắt, đinh inox để cho khi gặp nước mưa nó sẽ không lột cái tàu chân đinh này lên. Khi đóng đinh gỗ ấy, thì nó sẽ gặp nước mưa, thời tiết ẩm một cái nó sẽ lột lên và âm nó sẽ không giữ bằng đinh ghim. Riêng hàng bên hương đại 100% làm bằng đinh ghim, bảo hành âm và chất lượng cho các bạn từ 5 đến 10 năm luôn. Dám khẳng định luôn. Đấy, ghim bằng inox nhá, rất bền, chắc.